Tại hội nghị thượng đỉnh doanh nhân nữ ASEAN với chủ đề Thay đổi vì một cộng đồng doanh nhân nữ mạnh mẽ và thích ứng hơn, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tin tưởng rằng mạng lưới doanh nhân nữ ASEAN sẽ trở thành diễn đàn hàng đầu của các doanh nhân nữ trong khu vực. Bên cạnh đó là cùng đoàn kết và chủ động ứng phó hiệu quả với tác động của đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu, nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, sự ủng hộ của các quốc gia thành viên ASEAN để phát triển lớn mạnh và bền vững. Hội nghị diễn ra với 4 phiên họp với các chủ đề: chủ động thích ứng với đại dịch COVID-19, thúc đẩy chuyển đổi số và phục hồi toàn diện cho doanh nghiệp do nữ làm chủ, đầu tư thông minh qua lăng kính giới và thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả thông qua các mạng lưới.